Bốn bí mật chưa có lời giải tại Trung Quốc. Trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc, quá nhiều sự tình bí ẩn xuất hiện cho đến nay vẫn không thể lý giải được. Cùng điểm lại bốn sự kiện bí ẩn lớn của quốc gia có nền văn minh từng thuộc hàng đồ sộ bậc nhất thế giới. Thân xác bất hoại của Đại sư Huệ Năng triều Đường. Đại sư Huệ Năng thời nhà Đường là một vị có nhục thân Bồ Tát đầu tiên trong lịch sử của Trung Quốc, hay còn gọi là Cao Tăng Đắc Đạo, có nhục thân bất hoại. Hiện nay vẫn còn được thờ phụng tại Nam Hoa Tự, Thiều Quan, Quảng Đông. Trong cuộc cách mạng văn hóa, vì để loại bỏ cái gọi là mê tín dị đoan, đánh đổ những cái gọi là thần thánh và để xác minh xem Đại sư Huệ Năng có phải là do con người tạo ra không, Hồng Vệ Binh đã dùng búa tạ đập vào ngực của Đại sư, tạo thành một lỗ nhỏ tại đó. Tất cả đều bất ngờ khi nhìn thấy các bộ phận trong cơ thể của Đại sư vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người có mặt tại hiện trường lúc đó vội vã lao nhao quỳ gối dập đầu. Nước sông Trường Giang qua một đêm đã cạn kiệt đến mức nhìn thấy đáy. Năm 1342, sông Trường Giang ở quận Thái Hưng, tỉnh Giang Tô, nay là thành phố Thái Hưng, vốn hàng nghìn vạn năm không bao giờ ngừng chảy, bỗng nhiên cạn kiệt đến đáy chỉ qua một đêm. Ngày hôm sau, cư dân ven sông nhộn nhịp thi nhau xuống vùng đất cạn, nhặt di tích sót lại, rồi đột nhiên nước hồ tràn về, khiến cho rất nhiều người chết đuối. Hiện tượng kỳ lạ này lại xuất hiện một lần nữa tại huyện Thái Hưng, Giang Tô vào lúc 4 giờ chiều ngày 13 tháng 1 năm 1954. Tại thời điểm đó, bầu trời vàng sẫm, nước sông Trường Giang đột nhiên khô cạn, tàu thuyền liên tục mắc kẹt trên sông. Sau hơn 2 giờ, nước sông lại cuộn trào chảy về. Lời nguyền tại lăng mộ Thành Cát Tư Hãn. Tương truyền, trong gần 800 năm qua, lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn luôn được bảo vệ bởi một lời nguyền để không bị phát hiện. Năm 2002, một nhóm khảo cổ học Mỹ đã tuyên bố tìm thấy ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn. Ngay khi rút khỏi khu vực này, đội thám hiểm đã phát hiện ra được một bức tường dài 2 dặm bảo vệ quanh lăng mộ. Từ bức tường này, bất ngờ phun ra rất nhiều loại rắn độc. Người ta nói rằng, trước khi Thành Cát Tư Hãn qua đời vào năm 1227, ông từng ra lệnh không cho phép ai biết tới vị trí lăng mộ của mình. Nước sông Liêu Hà Doanh Khẩu trong một đêm tăng vọt. Mùa hè năm 1934, tại Doanh Khẩu, trời tối và đổ mưa liên miên, đặc biệt mưa to liên tiếp hơn 40 ngày. Nước sông Liêu Hà liên tục tăng nhanh. Đầm lau sậy của bờ bắc sông Liêu Hà biến thành một vùng nước mênh mông. Sau khi mưa lớn qua đi, lúc đó những người dân sinh sống ở bờ bắc của sông Liêu Hà từ một đầm lau sậy ngạc nhiên phát hiện một con rồng khổng lồ bị mắc kẹt. Lúc đó người dân nghĩ rằng rồng khổng lồ rơi từ trên trời xuống là điềm lành. Vì để con rồng càng sớm trở về trời, có người dùng chiếu sậy làm vật che nắng cho nó. Một số khác thì đổ nước vào để tránh cho cơ thể con rồng không bị khô. Trong đền chùa có rất nhiều người dân, nhà sư, mỗi ngày đều dùng các phương pháp khác nhau siêu độ, liên tục cho đến khi xuất hiện một cơn mưa xối xả trong nhiều ngày nữa, khi con rồng thần bí này biến mất mới dừng lại. Hơn 20 ngày sau, con rồng lại xuất hiện một cách kỳ lạ lần thứ hai. Lần xuất hiện này là tại đám lau sậy cách cửa sông Liễu Hà 10 km. Tại thời điểm này, nó không phải là một sinh vật sống nữa, mà là một xác chết với mùi hôi khó chịu. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.